này chỉ có mặt của gấu review mà không có hiệu ứng gì cả. Xin chào các bạn đã đến với Gấu To. Và clip này lại là một clip gấu không có đồ ăn nữa. Thì các bạn đã biết chuyên mục hôm nay là gì rồi đấy chứ. Chào mừng các bạn đã đến với chương mục Open Anything của gấu. Thật sự là cũng khá là lâu để gấu có thể kiếm được một món đồ xàm heo xàm mò để có thể review các bạn một món đồ có thể nói là nó cũng khá là vô dụng. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ quay lại với chương mục Open Anything của mình. Đây là một chiếc hộp mà mình đã đựng cái món đồ này trong đó, thì mình sẽ mở cho các bạn coi nha. Đồ đâu rồi? Ê, đồ đâu? Bảo, ai lấy đồ rồi? Ơ? Không phải luôn. Đinh sụt xuống đất. Ơ, cái này không phải. Chai nước ngọt nữa nào uống của anh đấy. À, đây rồi. Đây chính là món đồ hôm nay có sẽ review với các bạn. Đi không ngã. Đây là một món đồ khá là thú vị. Review các bạn một món đồ có thể nói là nó cũng khá là vô dụng. Nhưng mà gấu vẫn là mượn được thôi chứ mình cũng chưa có mua. Mình mượn được từ anh Tuấn của Tái Máy Tà Mò. Đây là một chiếc ly mà nó vô cùng đặc biệt. Nó có khả năng là khi các bạn đặt trên bàn thì nó sẽ không bị ngã. Lâu rồi thì cũng có thấy cái ly này, nó bán rất là mắc luôn. Nhưng mà cái ly này là Trung Quốc đã làm lại và mình mua nó được ở trên Shopee với giá là chỉ có khoảng là 100 mấy chục ngàn thôi. Đó là ông Tuấn mua, không phải là mình mua, nhưng mà thôi mình cứ nói mình mua đi. Cái ly này nó có rất là nhiều màu, nó có màu đen, màu trắng, màu đỏ và màu xanh. Thì nó nhiều màu lắm, nhưng mà gấu thì gấu thích màu xanh. Và thấy màu xanh ở đây, cái nước sơn ở cái ly này á, nhìn rất là xịn. Không có bị dư thừa ra khi các bạn vuốt tay kiểu này nè. Nhìn nó trơn chu và mượt mà đó. Cái ly này sẽ có làm 3 phần các bạn. Đầu tiên là phần nắp thì được làm bằng màu đen và nó là cũng bằng nhựa luôn. Tiếp đến đó là phần thân ly. Phân ly là một quá trình mà các phân tử hoặc ion các hợp chất như muối hoặc các phức chất tách riêng. Phần thân ly thì được làm bằng nhựa bóng, có một lớp sơn màu bóng. Và cuối cùng cái phần này đó, các bạn thấy nó gịch ra gịch vô được không? Cái ly này á, hồi đợt mình đi Hà Nội á, thì mình mua ở ngoài Hà Nội, nhưng mà có điều mình bỏ quên lại. Sau đó thì anh Tân một cú mới ship về cho mình. Thì trong quá trình mà ship về á, thì nó bị te tua cái hộp. Cái ly này á, nó dùng cho những người mà hậu đậu hoặc là những người mà có một cái cuộc sống rất là chật hẹp. Cái nguyên lý hoạt động của cái ly này á, rất là hay. Thì ở dưới cái ly này nó có một cái hít rất là lớn. Nguyên tắc hoạt động của nó là nó sẽ, khi mà chúng ta đặt lên mặt phẳng thì nó sẽ đẩy không khí ra ngoài. Lúc này áp suất bên ngoài sẽ đè xuống trên cái mặt ly và nó làm cái ly dính trên cái mặt phẳng mà các bạn mong muốn. Hơi khoa học một tí nhưng mà rất là dễ hiểu. I don't understand. Thì cái ly này á, nó giống ly giữ nhiệt vậy đó. Bên ngoài và bên trong của nó khá là dày. Nó dày chắc khoảng là 1cm, 1 đến 1,2, 1,3cm. Nó giống cái ly giữ nhiệt, nhưng mà các bạn lưu ý nha, cái nhà sản xuất khi mà bán cái ly này ra có lưu ý với mình là không nên đựng nước quá nóng. Cái phần nhựa bên trong này là một phần nhựa cũng khá là bình thường, không phải là một phần nhựa giữ nhiệt. Rồi cái phần nắp ly này thì hơi cùi. Chỉ sau mấy lần thử nghiệm về cái việc mà rơi vỡ thì nó đã bắt đầu sứt mẻ tì le rồi nè. Bên trong thì mình cũng nói rồi, bên trong thì nhìn thì tưởng là bình giữ nhiệt, nhưng không, nó không phải là bình giữ nhiệt đâu các bạn. Nó chỉ là một cái bình nhựa để đựng nước thông thường thôi. Bên trong nó thì chắc đựng được chắc khoảng cỡ một chai nước aqua. Trên cái miệng ly này nó còn có một cái lỗ nữa. Đây, cái lỗ thế này, nó không, mấy bạn không cần phải mở cái này ra mà các bạn uống đâu, các bạn đậy nắp lại cũng được. Nó có cái phần lỗ ở đây đó, phần lỗ trên này nè, các bạn uống bằng cái đường này. 2 hours later. Cái này gặp vô gặp ra nó rất là lỏng lẻo luôn, nó không có được chắc chắn. Nghĩa là nếu mà các bạn lỡ vô tình mà chốc chốc vậy nè mà nó bị tuột này ra là các bạn bánh xác.
Rồi mình sẽ nói về cái phần quan trọng nhất của cái ly này. Cái ly này là một cái ly chống đổ. Nãy có nói đó, nguyên tắc là như vậy. Thì bây giờ thực tế nó sẽ như thế nào? Các bạn hãy chuẩn bị cho Gấu một cái mặt phẳng trơn láng, trơn láng, trơn láng, trơn láng, trơn láng, trơn láng này. Càng láng càng đục. Ồ, trơn láng rồi. Sau đó các bạn sẽ đặt cái ly lên. Đó, hay chưa? Sau đó các bạn sẽ đụng vô nó. Nói chung là các bạn đừng có làm nó hành hạ nó quá giống Gấu. Bởi vì các bạn làm nó quá đáng thì bắt đầu nó cũng sẽ văng và nó rớt thôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Cái gì cũng có cho nó riêng một giới hạn. Đó, đó là công dụng của cái ly này. Thì khi các bạn để mặt bàn thế này thì cái miếng hít nó sẽ đẩy không khí ra ngoài, hút chân không á. Và khi các bạn nhấc lên nè thì cái khe rãnh ở dưới nè. Nào các bạn nhìn phần dưới nha. Phần dưới nó sẽ được nhấc lên. Đó. Thì lúc này á, không khí nó bắt đầu nó được, nói chung là nó xả không khí ra ngoài trở lại. Thì lúc này thì cái ly nó sẽ nhấc lên bình thường. Nếu mà chúng ta để thẳng đứng như vậy, chúng ta vỗ hai bên đó thì nó sẽ không bao giờ nó ngã hết. Nhưng mà chúng ta cầm ta nhấc nhẹ lên như này thì nó sẽ nhấc lên được. Đó, thấy dịu kì không? Bây giờ mình sẽ đi làm một vài thí nghiệm với nó. Bây giờ mình sẽ cho nước vào. Đầu tiên mình sẽ cho nước vào các bạn. Không, nước ly đựng nước. Bởi vì á, khi mà cho nước vô á, cái ly của mình nó sẽ nặng thêm một chút và cái việc mà nó giữ cố định trên mặt phẳng nó cũng sẽ tốt hơn. Bây giờ mình sẽ thử từng cấp độ để mình cố gắng làm đổ cái ly này. Đầu tiên cấp độ 1 đó là vỗ nhẹ. Cái này là kiểu như là chúng ta đi ngang qua. Không hề đổ. Nhưng mà lại gặp cái ly bình thường á là đổ rồi. Đây là một cái ví dụ điển hình. Đinh sực. Đây là cái bình soda plus hôm bữa mình có làm. Mày chỉ cần đụng nhẹ là nó đổ rồi. Thấy không? Nó lung linh rồi, thấy không? Cấp độ thứ hai là chúng ta sẽ dùng vũ lực với nó. Đấm nó nha. Đó. Không hề đổ ra luôn, không hề lật xuống luôn. Cấp độ cuối cùng là chúng ta sẽ xuống đó. Gấu sút giống như là cái này là cái lực mà như là chúng ta vô tình chúng ta đi ngang và chúng ta sút vô thôi thì cái ly nó chỉ di chuyển tới vậy nè, nó không có lật ngang luôn. À, rất là đã đúng không? Một cái điểm mà nãy giờ Gấu nhận ra Gấu không thích đó chính là cái ly này đựng nước không kín, đã có những cái giọt nước bắt đầu nó tràn ra ngoài nè. We will rock room. Đây là toàn bộ những gì mà Gấu muốn chia sẻ với các bạn về cái ly này. Các bạn có những món đồ nào mà nó kỳ dị, nó kiểu nó lạ lùng, nó không ai xài hết đó, thì các bạn hãy comment cho Gấu để Gấu biết và Gấu sẽ mua về review với các bạn. Và clip đã hết rồi và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Hay clip hay, hãy like, share và subscribe cho Gấu To và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Bye bye. Uống thử nó còn uống được không? Nó lại chảy ra ngoài nữa rồi nè.